Chào mừng bạn đến với ngày thứ 8 của chuỗi ngày 21 ngày thịnh vượng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hành để sống sâu hơn ở trong trường ý thức thuần khiết. Giống như chúng ta đã được nghe từ những ngày trước, ý thức thuần khiết đó chính là khoảng lặng giữa các suy nghĩ của chúng ta. Đó là nơi mà chúng ta không bị ảnh hưởng, không bị giới hạn bởi bất kể một niềm tin nào, một suy nghĩ nào, cho dù nó đến từ cộng đồng đến từ xã hội đến từ gia đình hay đến từ chính ta phần lớn chúng ta đều đang sống mà hướng tới khách thể tức là hướng tới những điều ở bên ngoài chúng ta thường hướng đến hay còn nói cách khác bị chi phối bởi hoàn cảnh sự vật sự kiện con người niềm tin cộng đồng trong mọi hành động mà ta làm chúng ta không ngừng tìm kiếm sự ủng hộ từ người khác. Chúng ta cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết có được sự chấp nhận từ bên ngoài, ủng hộ từ bên ngoài và cũng như có quyền kiểm soát với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Chúng ta tham muốn tiền bạc và địa vị. Tâm trí của chúng ta dễ dàng dao động bởi nó luôn luôn trước tất cả những viễn cảnh đáng sợ ở trong tương lai. Do vậy, rất nhiều quyết định mà chúng ta đưa ra bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi. Ấy vậy nhưng, sức mạnh đến từ ngoại lực như tiền bạc và địa vị, chức danh và những sự chấp nhận đến từ bên ngoài, luôn luôn có thể được thay đổi. Khi những ngoại lực đó mất đi, thì sức mạnh mà chúng ta muốn nắm giữ cũng mất đi. Chỉ có duy nhất một loại sức mạnh sẽ còn mãi với chúng ta, đó chính là sức mạnh đến từ bên trong của chúng ta. Đó chính là sức mạnh khi chúng ta trải nghiệm trạng thái bản thể chân thật của chúng ta. Đó chính là sức mạnh đến từ sự tĩnh lặng. Hay nói cách khác, đó chính là sức mạnh khi chúng ta trải nghiệm trường ý thức thuần khiết. Vậy bằng cách nào để chúng ta có thể tiếp cận với trường ý thức thuần khiết? Có ba điều mà bạn có thể cam kết từ ngày hôm nay. Điều thứ nhất, đó chính là mỗi ngày hãy dành ra ít nhất là hai lần im lặng, buổi sáng và buổi tối. Hãy dừng lại để hiện hữu. Khoảng thời gian tối ưu nhất mà chúng tôi có thể đề nghị bạn là 30 phút buổi sáng và 30 phút buổi tối. Cam kết thứ hai để đưa bạn đến gần hơn với trường ý thức thuần khiết, đó chính là hãy hòa mình vào thiên nhiên. Hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định ở trong ngày của bạn để hòa hợp với thiên nhiên. Đừng quên làm điều này mỗi ngày. Hãy trải nghiệm thiên nhiên. Hãy trải nghiệm sự hiện hữu. Hãy ngắm nhìn thiên nhiên thật sự. Hãy tiếp xúc với thiên nhiên bằng tất cả các giác quan của bạn. Ngắm bầu trời xanh là nghe tiếng chim hót. Hãy hít vào mùi của biển hoặc mùi của rừng thống xanh ngát. Hãy đặt tay bạn lên cánh hoa vừa nở sáng nay. Hoặc hãy thử chạm vào một thân cây gồ ghê. Hoặc đơn giản là bốc lên một nắm cát và cảm nhận từng hạt cát tuôn ra khỏi tay của bạn. Bạn sẽ hòa hợp với sự tĩnh lặng vô biên của thiên nhiên. Cam kết thứ ba để đưa bạn vào trong trường ý thức thuần khiết đó chính là cam kết ngừng phán xét. Từ hôm nay, mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ cam kết với chính mình rằng: Hôm nay tôi sẽ ngừng phán xét với tất cả các sự kiện đang diễn ra và tất cả những người mà tôi gặp. Hãy nhắc mình nhiều nhất ở trong ngày về điều này. Hãy đưa sự không phán xét vào trong đời sống hàng ngày của bạn trong đời sống hàng ngày đôi khi chúng ta nghe về những suy nghĩ và quan điểm không phản ảnh đúng với bản chất thiêng liêng của chúng ta chẳng hạn chúng ta có thể nghe rằng việc làm tốt đáng ngày càng trở nên khan hiếm bức tranh tài chính toàn cầu đang ảm đạm hoặc tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt nhanh chóng điều quan trọng cần lưu ý là những tuyên bố như vậy không phải là những sự thật phổ quát thay vào đó chúng đại diện cho một ý thức tập thể dự kiến một cảm giác khan hiếm bao trùm và tạo nên ảo tưởng về sự cạnh tranh khi chúng ta phán xét con người và các sự kiện trong cuộc sống chúng ta tạo nên sự hỗn loạn cản trở sự kết nối của chúng ta với bản thể chân thật của chúng ta bạn không cần so sánh về mình với bất kỳ ai cả bạn không cần so sánh trong một phương diện nào cả ở trong trạng thái tối cao và chân thật nhất của bạn bạn nhận thức rằng tất cả mọi người đều có thể đạt đến trạng thái này Sức mạnh của bạn không đến từ sự hơn thua so với người khác. Câu tư tưởng trọng tâm của chúng ta ngày hôm nay là thông qua định luật về tiềm năng thuần khiết, tôi có thể tạo ra mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. Thông qua định luật về tiềm năng thuần khiết, tôi có thể tạo ra mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. Như là nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay, Hãy ghi câu tư tưởng này vào trong cuốn sổ của bạn. Lặp lại nó nhiều nhất trong ngày, bất kể khi nào mà bạn nhớ về. Bài tập tiếp theo của ngày hôm nay đó chính là hãy thiền theo câu kinh. Om nam Nama. Link của bài thiền sẽ được để dưới bình luận hoặc trong mục miêu tả. Đừng quên đưa những cam kết để sống trong trường ý thức thuần khiết vào trong đời sống của bạn từ ngày ngày hôm nay. Khi bạn đã hoàn thành tất cả những bài tập, bạn có thể viết ở dưới bình luận ngày thứ 8 đã hoàn thành. Bạn được khuyến khích để chia sẻ những trải nghiệm về sự thịnh vượng đang đến với bạn trong suốt 21 ngày này. Biết ơn và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.